Xin chào cả nhà, thật vui vì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong series review của chương trình audio. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng khám phá bộ sản phẩm đó là bộ thu phát không dây cơ động đến từ nhà Toa, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Về bộ thu phát này thì chúng ta sẽ có các sản phẩm. Đầu tiên đó là bộ phát VKM2100. Tiếp theo đó là bộ thu có model là VKT2100. Và sản phẩm thứ ba đó là tai nghe IPE401. Và cuối cùng đó là chiếc thích cảm có model là IPM101. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng unbox các sản phẩm này để khám phá về cách sử dụng cũng như là tính năng của nó nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tổng quan về bộ sản phẩm này đến với các bạn cũng như là những đặc điểm nhận diện, cách sử dụng và trải nghiệm sản phẩm này như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bộ phát. Bộ phát thì chúng ta chỉ có một chiếc như thế này. Còn bộ thu thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm. Và có một đặc điểm nhận diện để chúng ta phân biệt được bộ thu và bộ phát đó là về màu sắc của hai sản phẩm này. Về bộ phát thì chúng ta sẽ có cái màu ghi đậm hơn, còn bộ thu thì cái màu ghi nó sẽ nhạt hơn. Và để nói về bộ phát này thì đầu tiên là khi chúng ta để ý là cái nắp pin ở đây. Nắp pin ở đây thì có một cái chữ là lock. Và khi chúng ta muốn tháo cái này ra để lắp pin vào thì chúng ta phải ấn nút như thế này. Khi đó thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ lắp một viên pin vào đây. Bộ thu và bộ phát của chúng ta thì sử dụng pin với nguồn là 1,5V. Cái loại pin này thì chúng ta có thể dễ dàng mua ở bất cứ nơi đâu. Ok, chúng ta sẽ lắp như thế này. Và khi đóng nắp pin này lại thì các bạn chú ý là chúng ta lắp lại để cho cái việc cái nắp pin này tránh bị trơn trượt ra ngoài. Ok. Và như chúng ta vừa thấy thì đây chính là một chiếc dây đeo thì các bạn có thể đeo vào cổ hoặc là để vị trí nào đó phù hợp với những yêu cầu và cái công việc của mình. Và đây là anten để phục vụ cho việc thu và phát tín hiệu. Còn phía sau này là một cái kẹp bằng nhựa, tức là cái kẹp này để dùng cho các bạn có thể kẹp vào một cái vị trí nào đó để chúng ta cố định cái việc nó mang theo cũng như là di chuyển nó được tiện lợi. Ví dụ như là chúng ta có thể kẹp vào bên thắt lưng hoặc là kẹp vào một cái thiết bị nào đó trong công việc của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ có núm điều chỉnh, có hai núm điều chỉnh ở đây. Núm điều chỉnh đầu tiên là núm điều chỉnh để chọn kênh. Thiết bị này thì chúng ta sẽ có 5 kênh và khi các bạn xoay nó sang bên trái theo chu kim đồng hồ thì chúng ta sẽ chọn là kênh 1, 2, 3, 4 hoặc là 5. Và bên cạnh núm chọn kênh là núm on off. Tương tự thì chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ là on. Và bên cạnh đó là công tắc của mic. Thì đây là bộ phát nên là chúng ta sẽ cắm mic vào đây và người sử dụng sẽ dùng một chiếc mic dài để chúng ta đưa tín hiệu đầu vào và chuyển cái âm thanh và âm lượng đó dành cho bộ phát bộ thu.
Tương tự thì với bộ thu thì chúng ta có hai bộ thu ở đây. Thì như mình có nói trước đó thì bộ thu của chúng ta sẽ có màu sắc là màu ghi nhạt hơn một chút. Và bộ thu này thì có cấu tạo khá là tương đồng với bộ pháp, nó chỉ có một số những cái đặc điểm khác biệt. Về tổng quan thì nó cũng sẽ có dây đeo có kẹp ở đằng sau như thế này. Và đây là anten để nhận tín hiệu. Và cái điểm khác biệt mà mình muốn nhắc tới là ở đây thì nó sẽ có đầu rắc ở đây, thay vì là mic thì nó sẽ là rắc cắm tai nghe, tín hiệu là ear, chữ ear là cũng là tai ấy. Và bên cạnh đó thì cái nút on off thì khi các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ là on, thì đồng thời chúng ta có thể điều chỉnh luôn được cái âm lượng, tức là cái tín hiệu đầu vào là to hay nhỏ là các bạn có thể điều chỉnh luôn ở đây, rất là tiện lợi và thông minh. Và bên cạnh đó là cái núm để chúng ta chọn kênh, thì cũng có kênh 1, 2, 3, 4 và 5. Tiếp theo đó là tai nghe. Tai nghe này thì có mã là IPE401. Và chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ được có kết nối với bộ thu. Và cái rắc cắm ở đây thì là rắc cắm chuẩn 3.5. Còn đây là phần tai nghe thì chúng ta sẽ đeo lên tai như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy rất là tiện lợi. Và phần rắc cắm này thì chúng ta sẽ cắm vào trong bộ thu như thế này. Và sau đó là chúng ta sẽ điều chỉnh chọn kênh và âm lượng. Và sản phẩm cuối cùng của bộ phát cơ động không dây của nhà toa chính là chiếc micro cài. Và như các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc kẹp như thế này, chúng ta có thể dễ dàng cài vào các vị trí như là cổ áo. Và tương tự thì chúng ta sẽ có jack cắm là chuẩn 3.5. Và jack cắm này thì chúng ta sẽ cắm vào bộ phát và jack cắm vào mic. Ok, như vậy là chúng ta có thể sử dụng thiết bị này trong cái việc là truyền phát thông tin và âm thanh. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về bộ thu phát không dây cơ động của nhà toa. Và bây giờ thì mình rất là muốn để thử những cái âm thanh chân thực từ cái bộ thu phát này cho các bạn được trải nghiệm của mình. Tại vì nó là bộ thu phát nên là ngay bây giờ mình cần có một người nữa để cùng mình trải nghiệm sản phẩm này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mời một anh kỹ thuật để trải nghiệm sản phẩm này cùng mình cho các bạn cùng theo dõi nhé. Và bên cạnh mình đây là một anh kỹ thuật viên của chương trình audio. Vâng, em chào anh. Và ngay bây giờ thì anh Minh sẽ cùng mình test thử cái bộ âm thanh này để cho các bạn cùng lắng nghe và sẽ hiểu được cái cơ chế hoạt động cũng như là cái hiệu suất của thiết bị này như thế nào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp pin vào cho sản phẩm. Đây là những cái có chuẩn bị sẵn cái pin rồi. Rồi, em sẽ cùng anh để lắp vào cái thiết bị này ạ. Lắp pin xong thì với bộ phát, ở đây trên tay mình đang là bộ thu VKT2100. Thì với bộ thu VKT2100 chúng ta sẽ sử dụng tai nghe IPE401 sử dụng. Sau khi cắm tai nghe xong, chúng ta sẽ đeo cái tai nghe này vào. Còn trên tay mình đang là bộ phát, và sau khi lắp pin thì mình sẽ kết nối với chiếc mic cài như thế này. Anh Minh ơi, với một chiếc thiết bị bộ phát như thế này thì ngoài cái mic cài này thì mình còn có thể sử dụng được với các loại thiết bị nào khác không ạ? Với micro cài, đây gọi là micro cài áo. Và ngoại trừ micro cài áo này thì chúng ta có thể sử dụng các loại micro khác như là micro nói gần hay là micro để bàn, ứng dụng vào trong các cái trường hợp khác nhau. Đây, em sử dụng cái cài lên áo của mình như thế này. Đúng. Và em sẽ là người truyền đi cái tín hiệu âm thanh. Em sẽ cắm cái mic Pro này vào trong bộ phát cho em. Cắm cái mic làm sâu xuống. Rồi, bây giờ sẽ power on lên. Nói đi. Bây giờ là anh em mình sẽ cùng là chọn vào kênh số 2 đúng không anh? Chọn rồi. Anh Minh ơi, bây giờ anh có thể chia sẻ thêm về cái âm lượng mà anh có thể nghe được từ bộ thu anh không ạ? Được rồi, để mà nó thực tế hơn thì anh sẽ trang bị cho em một bộ. Em có thể đeo lên và em nghe được chính cái âm lượng của nó. Để em có sự cảm nhận
giống như là anh đang cảm nhận cái âm thanh được phát ra từ hệ thống thu phát tín hiệu này. Mình vừa được anh Minh lắp cho cái thiết bị thu này, và chính mình cũng là người nói là cái đầu phát ấy, và bây giờ mình đang nghe được cái âm thanh chính mình nói rất là rõ ràng và âm thanh rất là trong trẻo luôn anh ạ. Bây giờ anh sẽ chia sẻ thêm với em một vài cái ứng dụng của hệ thống bộ thu phát cơ động qua với cái T-Hần 0 này. Thì với cái thiết kế cơ động và gọn gàng như mình có thể thấy ở đây, thì bộ thu phát cơ động này nó rất phù hợp với những cái môi trường như là phiên dịch cơ động hay là giảng dạy, chỉ dẫn hoặc là hướng dẫn viên du lịch. Thì với cái tai nghe được thiết kế là nghe một bên, tần số đáp ứng của tai nghe là từ 300 đến 15.000 Hz thì sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta nghe được rất là rõ ràng. Em cũng vừa được trải nghiệm cái âm thanh của chị em nói ra ấy, thì trong cái khoảng cách gần như thế này là cái âm thanh nó cực kỳ là trong, gần như không có một cái tiếng ồn nào luôn ạ. Thì trong cái khoảng không gian cách xa nhau thì em tin chắc rằng là cái sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được cái giải tần âm rất là tốt, đúng không? Đúng rồi, bởi vì với bộ phát cơ động này thì chúng ta có khoảng cách khoảng chừng 30m ở ngoài môi trường, tức là bộ phát có thể phát sóng ra được khoảng 30m, bộ thu sẽ thu lại, sau đó tái tạo âm thanh và chuyển đến tai nghe của người nghe. Em thấy có một cái đặc điểm là thì cái kênh lựa chọn tần số của cái bộ thu của bộ phát ấy, đối với các những cái sản phẩm thiết bị khác ấy, thì chúng ta phải lựa chọn các kênh nó rất là phức tạp, như là từ 1 đến 30 hoặc 50 gì đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ chọn các số từ 1, 2, 3, 4, 5, và khi đó là chúng ta chọn cái kênh rất là dễ dàng nhỉ? Đúng rồi. Thì mình có thể hiểu là với sản phẩm này thì không phải là một người sử dụng mà sẽ có nhiều người sử dụng, và thiết kế càng đơn giản thì người ta càng dễ sử dụng và càng dễ để có thể xử lý nó trong các cái tình huống. Với những cái công tác chọn kênh hay là công tác bật nguồn rồi tăng giảm âm lượng ở đây thì đều có thể giúp cho cái người sử dụng người ta sử dụng rất dễ dàng, và cấu tạo của thiết bị thì cũng rất chắc chắn và gọn gàng. Thế nên là mọi người hoàn toàn có thể mang đi và nó không vướng mọi người. Em nghĩ đây là một cái sự lựa chọn dành cho rất là nhiều người, bởi vì nó phục vụ cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy mà nếu như các bạn mà đang có nhu cầu để sử dụng cho, như anh Minh chia sẻ trước đó là cho giảng dạy này, phiên dịch này, hay là thậm chí là trong các hội nghị, hội thảo mà chúng ta cần những cái thiết bị như thế này để truyền tải âm thanh và thông tin, thì đây thực sự là một sự lựa chọn mà chúng ta không nên bỏ qua. Chất lượng âm thanh thì rất là ok và tầm giá thì cũng rất là ổn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vừa rồi thì mình và anh Minh đã trải nghiệm bộ sản phẩm thu phát không dây của nhà toa, và nếu như các bạn có những cái thắc mắc và lăn tăn gì thì hãy để câu hỏi ở dưới phần comment của video nhé. Và em cảm ơn anh Minh đã cùng em trải nghiệm sản phẩm để cho các bạn khán giả được thấy cái thực tế của âm thanh cũng như là cách sử dụng sản phẩm này. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều ạ. Cảm ơn em. Vừa rồi thì mình vừa được trải nghiệm về âm thanh thực tế từ bộ thu phát không dây của nhà toa. Và thực sự để đánh giá về bộ thu phát này thì em nó được mang lại cho người dùng cái trải nghiệm rất là tốt, với việc là kết hợp các tín hiệu thu phát và truyền một cách đồng bộ. Và cái tín hiệu thu phát thì âm thanh nghe rất là rõ ràng, có cái độ vang nhất định, và mang lại cho các bạn cái âm thanh nó chân thực và chất lượng nhất. Bộ hệ thống này với nhiều sản phẩm đơn lẻ được kiểm chứng về chất lượng Nhật Bản nên được rất là nhiều người tin dùng cho các ứng dụng như là giảng dạy, phiên dịch, chỉ dẫn hay là trong các hội thảo, hội họp, event. Đặc biệt là trong các không gian rộng lớn và có yêu cầu về tính liên kết cao thì đây thực sự là một sản phẩm mà các bạn không thể bỏ qua để giúp cho các hội thảo hay là event của các bạn được diễn ra một cách trơn tru và chuyên nghiệp. Vừa rồi là những thông tin mình chia sẻ tới các bạn về các thiết bị âm thanh đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và nếu như các bạn còn có lăn tăn hay câu hỏi gì về các thông số kỹ thuật của sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline của chương trình Audio, đó là 0904 57 58 56. Còn để đặt hàng cũng như nhận những chương trình khuyến mại khác thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website dca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.